Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì hiện tại mình đang ở Gò Công Tây, đường Lộ Đình. Thì trước mặt cả nhà là một cái con đường phải nói là khá là đặc sắc, với những cái cây kiển và được cắt tỉa, những cái hình thù phải nói rất là độc đáo luôn. Cái anh kia là chủ nhà đúng không anh Phúc? Đúng rồi anh chủ nhà trong nhóm á. Thì khi bước vào mình thấy là có một cái bình trà và một cái ly được khá là to nha, và bên đây cũng vậy nè. Thì tới đây mình đã từng coi trên trang Facebook và trên báo viết về cái cảnh vật ở đây cũng rất là nhiều, nhưng mà phải nói là lần đầu tiên mình tới đây và đã bắt gặp những cái cung đường như thế này, phải nói là khá là đẹp luôn. Thì phía sau lưng mình là nguyên một cái hàng cây kiển, cái này giống như là mai chống thủy cả nhà. Đó, những chiếc bình to khá là cao ha, cũng tầm được 2 mét. Và đây là chiếc bình uống trà. Đó, và có cái ly luôn, làm hai bên là rất cân xứng, bên trái sau là bên phải vậy luôn. Thì cũng không uổng công chạy cũng mấy chục cây số anh Phúc. Cả trăm cây á. Đội mưa đội gió xuống đây là chạy cũng gần cả trăm cây xuống cả nhà. Thì đây thì từ từ mình sẽ quay một chút xíu về quang cảnh ở đây luôn, tổng thể luôn, cho quý vị khán giả biết. Anh Phú, lần đầu tiên anh xuống đây là anh thấy cái cảnh quan cảnh mà của cái chủ nhà người ta làm như thế này là anh thấy sao? Nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn anh. Quá đẹp luôn hả? Anh thấy là có chỗ nào mà được như thế này không anh? Anh nói sao? Là có cái chỗ nào mà giống gì không? Hay là chi hình như cái này là độc nhất luôn đúng không? Đúng rồi, bây giờ hiện giờ tại là cái Gò Công Tây này em thấy là cái hàng lục bình này của anh này là độc nhất nhỉ. Nhưng mà lúc trước á, là anh chỉ làm lục bình thôi. Rồi sau này á, là anh có làm sẵn những cái con hai bên nè. Anh thấy không? Unai đồ hả? Đúng rồi, những cái bông trang này nè là anh sẽ cắt tỉa thành những cái con gì nữa đó. Nhưng mà giờ anh chưa có thành hình. Anh vô trọng thì nó có heo nè. Có heo luôn? Heo, chuột, trâu, rồi một cặp trâu đi người ta đi cài luôn đó trong trọng. Rồi bộ sa lông, rồi con rồng, hai con rồng nó uống vô trong cái cổng nhà của anh á. Rất là đẹp luôn. Bữa thì tuần rồi em có đi ngang thì anh chưa cắt xong, bữa nay thì anh cắt xong rồi, quá đẹp luôn à. Đó thì anh cứ đi vô trọng anh tham quan từ từ anh mới thì thấy nghe anh Phú giới thiệu sơ là mình thấy đã hấp dẫn rồi cả nhà. Thì mới đứng phía trước rồi, giờ xin mời quý vị khán giả cùng với mình đi vào để ngắm từng chi tiết phía bên trong. Thì không biết là cái công sức mà cái anh chủ nhà này làm là bao nhiêu thời gian mới được như thế này. Tại vì bên trái sau là bên phải phải tương đồng và giống y hệt chị cả nhà nha. Ví dụ như ở đây là có cây bông trang nè, bên đây chắc chắn phải có cây bông trang, và tiếp tới là cái lục bình đó, và bên đây phải có lục bình, và phía sau là có con heo đó, con heo. Cái nói chung là hai bên đều cân xứng với nhau cả. Hình như cái anh kia là anh chủ nhà sao, khá là đẹp. Em chào anh. Dạ anh. Dạ. Ủa anh là chủ nhà này luôn anh? Dạ. Sao anh có không? Em đi tại đi ngang đây á, thấy cái cảnh ở đây nó đẹp quá, coi trên Facebook cũng rất là nhiều rồi. Anh ở đâu lận? Em ở dưới Bình Dương. Bình Dương. Dạ. Anh có thể cho em hỏi được vài điều về cái công trình của mình làm mà bây giờ nó phải nó đẹp như thế này không anh? Không thì mình làm đó giờ anh, làm để bán cho bà con xài. Là bán luôn hả? Chứ bán. Phải là mình chưng hả? Không, bán rất nhiều. Nói thì kẽm mà làm bán, hồi đó giờ làm hàng chục tấn nè. Kẽm này nè, kẽm 3-4 hoặc 5-6. Nguyên một con đường gì là mình làm là trong khoảng thời gian bao lâu là nó hoàn thành như thế này anh? Hôm nay khoảng trên dưới 10 năm đó. Trên dưới cây 10 năm? Cây bự bằng bự hết. Dạ. Chứ còn cây chiếc cành thì anh làm lâu lắm. Là mọi thứ anh chưng đây đều là để bán cả. Để bán hết, tôi ăn sao nhiều lắm, tại tôi bán ăn sao nay bán muốn hết rồi. Bán cũng nếu giờ đặt cây lớn thì không có, nhưng mà nồng ai đặt nồng thì làm nồng. Nếu rồng rồi thì cũng làm rồng, vài anh rồng thì mình làm tùy theo lớn nhỏ. Làm đủ loại. Anh có thể đọc địa chỉ chính xác chỗ này được không? Tại lần đầu tiên em mới tới nên cô không có dọn địa chỉ chính xác nữa. Nếu anh có bán thì người ta sẽ tới, người ta sẽ tìm tới được. Ở đây thì xã, ở đây thì Gò Công Tây anh. Gò Công Tây. Gò Công Tây, xã Thành Công, ấp Bình Lạc. Dạ. Đường Lộ Đình.
Dạ. Đi kẹt đi bơm nước đằng máy cày. Dạ. Vậy là ở đây làm ruộng mà. Dạ. Dạ. Thì anh có thể cho em tham quan một xíu ở trước phía trước thôi cũng được. Anh có cần cái gì nói chuyện thêm không? Đây có bà xã tôi ra bà nói. À dạ, để em tham quan xíu đó, rồi có gì em về chị nha. Rồi rồi. Dạ, tại cũng sợ phiền. Có gì lát có số điện thoại lấy gì bà xã cho luôn để tôi cho tôi nói bà xã trước. Dạ dạ. Tại vì anh xuống chuyến này thì cây nó cũng mới vừa tề mới xong đó. Yeah. Cây mới vừa tề. Nhìn khá là gọn ghẽ luôn, cái nào và cái đó luôn. Cái anh dòm thì nó phải đúng như vậy mình làm bán mới được. Như mình làm cái nó món nào phải đúng ra. Như là một cặp lục bình gì nếu người ta muốn mua căn xứng hai bên vậy là. Bán 15 triệu anh, hôm nào đã bán 15 triệu cho bà con xài. Nhưng mà cây này là cây lâu năm. Cây lâu năm. Là nguyên một cặp là 15 triệu. Dạ anh dòm cây vô tới mới vừa đúng lần đầu tiên phải không? Dạ đúng rồi. Nếu trâu này thì tôi bán rất nhiều bộ. Trâu này cũng chơi được rồi. Đây có cả nguyên một cái cặp trâu rồi có cái người ấy luôn nè. Hồi xưa thì mình không có cơ giới cho nên mình làm cày tháng này qua năm nọ thì trâu không. Còn trâu là đầu cơ nghiệp. Trâu cày là đúng rồi, là luôn cả Việt Nam mình. Rồi nữa ở miền ngoài hồi đó cũng trâu nữa. Nhưng mà miền ngoài nó có phát triển bên nông nghiệp trước thì nó bên bao nhiêu năm là anh được ra cái sản phẩm gì ạ? Nó cũng nhiều năm lắm anh. Nó cũng phải chắc cái này em nghĩ kỳ công quá nha. Dạ, cái này là nó quy cách cày đủ đó đó. Cài rồi nguyên một cặp trâu và có một cái người cầm cây roi đội nón lá. Cái này roi này chắc từ đây tới Tết đủ mà điều này chơi được này. Tại vừa qua tôi mà lu bu con chuyện quá mà đem ba cái rơm vô phủ. Là cái cặp trâu này với cái người đi cày này là anh định bán bao nhiêu? Trâu với cài hả? Dạ. Thì trâu cài này giờ bán là nếu mà mua hết rớt thì phải bán phải từ hàng trăm triệu, 50-70 triệu mới bán anh. Cái nguyên bộ là nguyên bộ này là định giá chắc của anh là muốn bán là bao nhiêu á? Này hôm nào nay bán thì tôi bán khoảng 70 triệu. 70 triệu. 70 triệu tới 100 triệu mới bán. Dạ. Còn sa lông thì là bán rất nhiều bộ. Tôi bán là sao còn bộ đó, bộ chục lại. Không mà nếu mà dưới chơi thì thấy cũng vô giá anh, tại vì kỳ công khá kỳ công chứ không đơn giản đâu. Đâu có công cán gì lắm anh. Dạ. Nó đúng ra là cái trâu thì nó là sừng về đúng quy cách luôn. Dạ. Nó đuôi sừng với cài rồi đúng quy cách luôn, làm đúng quy cách. Rồi anh tuổi năm anh nay khéo léo. Bao nhiêu rồi, được 50 chưa? Dạ chưa anh, em nhỏ à. Là còn cái này là cái bộ ghế salon. Salon anh. Chà, nguyên bình trà đồ ly cổ rồi luôn. Thì mấy năm nay thì bán rất nhiều bộ. Ở thì sao tôi đang vô đẳng đó. Cái nào thành hình thì mình bán nó hơi khá giá chút. Còn chưa hình nữa thì mình hơi giá để bà. Cái này là cũng tương đối rồi nè. Không, cái này ngồi bình thường được. Ngồi mình ngồi được hết rồi. Ngồi được luôn hả? Cái bự rồi mà. Thì nãy giờ mình tham quan ngồi cái rất nhiều cái rồi ở đây tôi nói bà xã tôi kẹt ha. Dạ dạ dạ. Thì có cặp trâu những người đi cày là anh nói là giá tầm có xài gì đó rồi bằng tròn là tôi cũng vô quy cách luôn đó. Dạ dạ. Bằng tròn là vô quy cách là anh bước lại đó. Là mới vô tôi bán rất nhiều bộ. Nhưng mà anh làm phải nó đúng nó cái nào ra cái nấy mới được. Bàn tròn là đúng ra là anh cúng đất đai á thì nó là ghế mũ ghế nóc. Là anh còn làm tôi làm ghế đai. Anh làm cái quy cách là nó giống như thiệt luôn hả? Để ngồi thiệt, luôn hả? Y như thiệt luôn hả? Cái anh làm không có đúng thì anh bán không được, nhiều khi mấy cái nhà cổ rồi đó. Này tôi mới vô nay mấy ngày. Một cốt. Là cái này anh mới làm rồi được bao nhiêu ngày rồi? Không là này tôi làm nay khoảng chừng mới một tuần. Mới tuần. Nhưng cây chiếc cành cái này nó thể năm tới nữa nó mới đủ. Mà không một năm là nó đã dày rồi. Dạ dạ đúng rồi, nó cũng như vậy là mới được. Là khi xong hoàn thiện là mình có thể ngồi lên đây được luôn à? Được anh, nó cây lớn là ngồi được. Cây lớn là ngồi bình thường. Cây từ từ mà nó bằng cỡ nửa bàn tay ngồi bình thường. Mai mốt nó bự ra đó. Khéo léo. Ở trên đây, nó giờ nó còn thiếu là anh biết cái gì không? Nó thiếu trên đây là anh chắc đi quay phim các chỗ đó chứ gì ha? Dạ. Trên đây anh nếu mà làm đủ bộ trên đây còn thiếu cái gì anh biết không? Nếu mà đủ bộ thì em thấy nếu mà để mà ngồi á thì em thấy cũng không có cần làm như bên kia đâu. Không. Còn anh, nếu mà để trưng bày thì phải. Đúng anh nói đúng, nhưng mà con cái về trên đây giờ là coi nó đơn giản vậy nó rất đẹp. Bị tôi bán rất nhiều bộ trên đây giờ còn thiếu 50 chén 50 đũa. Chính giữa đó là còn một món nữa anh, tại anh khi trái anh cây dọc, dạ cây đương bằng chén luôn cũng như ly vậy đó, anh phải làm anh đúng bộ vậy anh bán mới được chứ. Bây giờ anh làm cái bàn tròn anh cắt rất đẹp nhưng mà cái mặt thẳng, nếu cũng đất đai là phải 5 chén 5 đũa
trên nhất là trên cái bàn tròn này, là trên đó là một món nữa là nhất là bình trà hay là một cái bình bông gì để ở chính giữa. Chứ nếu bàn tròn này về tề nó phẳng rất đẹp rồi, nhưng mà cũng như bộ sao long vậy mà nó không có đầy đủ. Có nhiều người ta vô người ta hỏi mình anh làm gì thì nó có thiếu chỗ không, nếu mà làm gì là nó rất cái bàn dài này là tôi làm 6 cái đai nè. Chứ không làm 8 cái, chào anh. Cái bàn dài làm 6 cái đai, tôi bán rất nhiều bộ. Đúng ra mình theo xưa 8 cái nhưng mà 6 cái ở trên là ly tách trà đủ đó đó. Ở đầu đó có một cái bình bông. Cái này tôi mới làm sao phải không? Mới làm anh chừng từng nay chừng mấy hai tuần. Em bữa em cũng thấy này nè, thì bữa chú từng rồi bữa chiều chiều là em vô đây đó. Anh ở quận này gần mình đây hả? Em ở gần ruột anh. Thì đây là những cái bộ salon mà anh này đã mới làm khoảng tầm một tuần thôi. Ghế rồi trên là có bình trà ly. Đây giống như là cái bộ hoàn thành lúc nãy cả nha. Một cái ghế một cốt cái bằng dài hộp xoài, ý bằng tròn hộp xoài anh đứng là một cái chậu. Coi vậy rất đẹp. Anh đưa vô chậu đẹp lắm. Nó coi vậy đơn giản vậy chứ nó đẹp, tại cái cây này nó không có, nó về không bông nhưng mà nó đầm. Còn bông tre này nó bông. Bông tre thì đúng rồi. Không có xét bằng cái này bên đây có đẹp. Tại vì biết sao không? Tại vì tùy theo cái đây là cũng là một cái tùy theo cái bà con thích. Là lý do về là cái thằng bông này nó nhảy lên. Tất cả là bông trang hết cho nha. Cái bông trang tôi nói anh là nó như vậy, nó là không có thẩm mỹ, là nói về cái màu sắc bông. Mà cái bông nó nhóm lên cái là nó từ phải từ 5 7 phân nó mới trổ. Cho nên nó không có bằng như cái mai lá trung kim. Mình tèo cái nó sát da. Cũng như cỏ nước ngoài anh tèo cái là nó bằng, cũng như nó xin lỗi mình hết cái mái tóc rồi tới đầu mình hết rồi đó. Như tới đạt tè tôi phải tè ra cái rụp là một tuần cho xong hết vậy đó. Một cái bộ này là anh làm bao nhiêu là nó ra như vậy á? Lâu anh, trời cái này giờ là coi vậy, bông tra hồi xưa nè nó lâu lắm. Chứ bông tra mà mấy chỗ bán qua kiển từ đây ra mình chát tỉnh, bây giờ cái lá nó bự gấp 2 trổ lên rụng liền. Còn thằng này trộn, nó trổ lên nó không rụng, nó như bông giấy chùm vậy đó. Nó vậy đó. Rồi nè, nó nè cái này giống mới giờ nè. Giống mới trổ lên nó rụng mau, còn thằng này không rụng. Bây giờ cái giống này tôi bán hết rồi đó, mấy bờ hàng rào tôi làm tôi bán hết rồi. Cái này là có bán. Ai từng hỏi giá trên cái bộ này, có ai từng hỏi giá chưa? Cũng có hỏi giá, anh cũng cho giá rồi đó mà mấy anh còn trả thấp quá không bán được. Lúc đó là anh đòi giá bao nhiêu? Nếu bộ này bây giờ bộ này thì tôi bán khoảng 50-70 à. Còn bộ này nó cũng ngang ngửa hơi mắc tí vậy đó. Thì nếu mà mua vậy là hả anh dắt xuống mua thì đặt cái vụ rồi bớt cho chút đỉnh có gì đâu. Cũng mà anh cho em hỏi sao mà anh có cái ý tưởng nào mà anh tạo cái hàng lục bình rồi đúng rồi bên đây thấy cũng những con vô trong nhà anh thớt nói thiệt luôn là cái tiền giang này quá động luôn á. Không, cái tiền giang này hình như là vườn qua sao đét rồi trở lên mới có thôi, chứ nói gì gọn tay ở đây thì có mòn tôi thôi chứ gọn đâu. Cho nên là mình nằm đêm mình thấy hồi đó cha mẹ nghèo chết làm có cho ăn học mà bên qua kiển nổi. Mà thời khổ anh biết hồi mà trâu cày mà không có trâu đi cày ruộng mà. Cho nên tôi ý tưởng tôi mới làm cặp trâu. Hồi xưa anh đâu có cơ giới cứ cày mà con trâu đến khi mà gần đẻ rồi phải bắt đi cày thế. Là ước mơ. Ước mơ. Ước mơ mà mình, giờ mình làm thành. Nằm đêm mình thấy mình suy nghĩ là mình đặt ví dụ như mình muốn làm cái gì thì mình làm được cái nấy hả. Mình ước mơ rồi đó. Chứ cái này là đâu có học rồi đâu anh, tại mình khéo tay thôi. Mà bây giờ nói qua thì mấy anh thấy bây giờ cách 5-7 năm nay mạng thiếu gì. Trong điện thoại bắt lên nó chỉ cho anh làm luôn. Nhưng mà anh không biết bẻ. Nó chỉ luôn á, mà giờ nếu anh giờ anh chỉ cho anh bẻ con bồ câu mà anh chưa biết bẻ làm gì anh vô nào anh bán được. Rồng này tôi cũng rồng này làm rồng nhỏ đó, chứ mà rồng mấy chỗ của cơ quan nhà nước làm rồng gấp rưỡi gấp hai vậy. Rồng trên bàn chỉ là trên bàn chỉ nhưng mà làm được hay không nó cũng là một cái vấn đề rất là lớn chứ không đơn giản đâu. Bình không anh Phúc. Anh dòm dòm chiếc xe anh Phú có chừng đưa hai anh em ra là con chiếc mất tiêu luôn. Không có đâu, đây không ai lấy đâu. Có điện thoại rồi chưa? Có rồi. Thì giờ mình sẽ cùng với anh chủ nhà nơi đây và phía sau đi chiêm ngưỡng những cái tác phẩm mà nói cũng khá là đẹp. Để chơi cái đồ mình làm bán làm sao thì anh thì cứ làm được cái nào bán đấy à. Bữa nay đám giỗ. Gì hả? Bữa nay đám giỗ bà con gia đình chồng xóm lại mà. Dạ. Anh quay vô bên đây luôn. Cái đi ha. Ở đây có gì quay, quay kỷ niệm luôn. Vợ tôi nói chuyện với anh nha, tôi kẹt không chịu. Anh ơi, bữa nay đám giỗ ông nội tôi. Và con lối sớm rồi với mẹ tôi rồi lại cũng làm. Thì giỗ là khá trùng hợp. Anh ở Bình Dương á. Anh Dũng này Bình Dương, em ở Cần Giuộc Long An.
Dạ. À, anh, hả? Con nói cái đó mình cũng thiệt tình, anh thấy là bước sau rồi vậy đó. Bình dạ, quá dạ. Xin vô quay phim. Dạ, dạ. À, YouTube. Dạ, dạ. À, lát có gì ở đây, lát có gì lát nói đi. Chung năm vụ luôn. Chuyện ảnh. Ừ, tôi kẹt kẹt tôi đi bơm nước. À, đi quay đi có gì thì rút TV 886. Dạ đứng cho mấy đứa nhỏ nó coi đó. anh quay quay này cho vô tình luôn hả? Anh quay thợ nấu này ngồi dòm về sao thế hả? Tao cũng lưu lại một chút xíu kỷ niệm luôn của gia đình luôn. Kỷ niệm quay ra đây bà. Quay bố cũng vô mà coi. Anh tên gì vậy? À, em tên Dũng. Dũng hả? Dạ. À, anh xin lỗi anh, mình về miền Tây thì đúng anh quay về là đúng luôn đó. Dạ. Dạ. Anh? Dạ. Về miền Tây đó. Về miền Tây là đúng luôn đó. Vô truyền hình với vậy coi với vậy đó. Cho mấy đứa nhỏ nó coi đó. Đừng có thấy thì nó coi đó. Sao giờ góc này giờ ở lại luôn anh Dũng? Dạ, ở lại chơi luôn. Lâu mới có dịp mà. Cũng cũng thấy hay á, tại vì cũng lâu lắm rồi mới thấy mà đám giỗ mà bà con mà tụ họp á. Dạ. Ngày xưa ở quê cháu cũng có, nhưng mà giờ là cũng ít rồi. Dạ con ở đâu, gia đình con đâu, nước ngoài hả? Dạ không, con ở Bình Thuận. Dạ. Dạ. Ở Bình Dương thì cũng lâu rồi. Quá hơn giờ cái vụ này nhiều hơn đi quay. Dạ. Ghé quay hoài gì. Con thấy cũng rất là đẹp, con cũng coi trên Facebook rồi, thấy cảnh rất là đẹp nên hôm nay là xuống tìm xuống. Cái đường qua ông này đám cưới đám đồ hả, con lại chơi hoài quay hoài. Dạ. Này không phú quay đó nên đường hình phú á. Dạ. Phú quay. Thấy cái cảnh nơi đây đẹp ha, chỗ mình làm và ra đây là có cái cầu nhỏ nè. Ra đây rồi có con. Cái này không phải sông hả cô ha? À cái hồ không à? Đây là một trong những cái cảnh miền Tây mà mình xuống mà thấy cũng là nó giống như trên phim này cả nhà. Y hệt luôn. Mấy cô mấy chị làm nha. Để đây cho ra đây. Thì khi mình ra là anh tương đâu là những cái tác phẩm nào đó đó ấy, nhưng mà ra là gặp bà con ngoài là đang nhà anh đang đám giỗ cả nhà, cũng thấy cái không khí cũng khá là hay, cũng giống như ngày xưa quê mình vậy đó, bà con tới phụ xuống đây mình thấy có gì đó đậm chất, thấy hay cả nhà. À, và nãy giờ mình cũng đã quay sơ sơ một chút xíu về tất cả những cái tác phẩm mà anh đã từng làm. Cái ý tưởng đầu tiên nhất mà anh nói là con trâu đi cày. Ngày xưa nhà khó khăn quá thì không có thể nào có con trâu được, thì đó rồi đó ý tưởng của anh. Giờ thành là có con trâu rồi đó. Nhìn khá là đẹp á, phải nói rất là khéo léo mới làm được như thế này cả nhà, chứ không đơn giản đâu. Hiện tại bây giờ mình quay là đang trời mưa nên trời phải nói là ô ô ám ám, tối dữ lắm. Con đường trải dài ra là rất nhiều tác phẩm của anh. Khi biết là khi tới hỏi thì mình cứ nghĩ là anh để trưng chơi thôi, nhưng mà sau này là mới biết là đây là những tác phẩm anh vừa trưng vừa bán luôn. Và những cái cặp trâu nơi đây là nghe nói anh bán cũng khoảng từ 6 đến 70 triệu gì đó. Và cái bộ ghế đây thì ghế salon. Cái này giống như là cái loại mai gì, giống như mai trấn thủy ha. Mai chiêu thủy. Mai chiêu thủy đúng không? Mai nung mà, mà làm những cái tác phẩm như thế này anh nói là phải nói kỳ công đâu đơn giản ha. Đúng rồi. Để trồng một cái gốc cây mà uốn lượn theo những cái hoa văn mà mình mong muốn. Rồi mình phải đan rồi đó, đan dĩ sắc rồi cho nó bo theo là. Này anh làm mấy năm rồi. Có cả bình trà liên tách luôn, nghe nói là mình ngồi được luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ ngồi thử để cho quý vị khán giả xem là có thể có ngồi được như là lời anh chủ nhà nói không. Mình hiện tại là hơn 80kg nha. Nếu mà ngồi được thì chắc chắn là những người sau thì ngồi cũng bình thường thôi. Tại vì hiện tại là mình 83-84kg lận. Mới bệnh mấy ngày nhưng mà nó vẫn tăng ký cả nha. Nó không xuống mà nó tăng. Thấy lạ không anh Phú? Nương nương anh. Được không? Ngồi anh nương nương ngồi thẳng. Anh Tạo ngồi thẳng. Thì mình 80kg mà ngồi cái ghế này là vẫn được cả nhà nha. Nó chỉ có xìu xìu xuống xíu thôi. Ở nguyên một cái bộ salon như thế này thì anh nói là bán tầm đó giá khoảng 50 triệu sao hơn 50 triệu gì đó, tầm cỡ đó. Và đặc biệt là cái này thì phải là người yêu thích cây cảnh và nhà có điều kiện về cái diện tích xăng rồi này nọ nữa cả nhà, chứ còn mà để mua về mà không biết cách chăm sóc cũng rất là tiếc nha. Phải biết cách chơi đó, có cả ghế đẩu rồi luôn, bình trà
đi. À, bên đây cái bộ salon bên đây cũng vậy nè, anh làm cũng rất là kéo nhưng mà bông hoa thì nó mọc lên rất là nhiều và chưa tỉa được hết đâu. Để một tác phẩm như thế này phải nói là khá là lâu, mình nghĩ rất là lâu á. Rồi những con rồng của anh làm cũng vậy cả nha, mưa nhiều quá làm anh nói là cũng dòng nhà anh chân là để nhỏ thôi, cũng bự nhưng mà thấy cũng dài nha, nguyên hai bên. Ở ngoài ở đây cũng vậy, còn rất là nhiều. Nãy giờ thì mình cũng đã quay sơ một cái con đường mà có rất nhiều tác phẩm về cái cây cảnh như thế này ở Tiền Giang. Hồi nãy là cũng có gặp anh chủ nhà rồi gặp chị và gia đình nữa cả nhà, thì mình cũng chỉ cho chuyện đôi chút, tại vì xuống đa phần là thấy cảnh vật ở đây rất là đẹp. Phải nói để mà hoàn thành một tác phẩm gì á, mình thấy là cũng khá kỳ công nha. Hồi nãy anh muốn nói bán là những cái cặp bình ở đây nè là 15 triệu một cặp, khá là cao á, cũng tầm 2 mét á cả nhà, cũng tầm 2 mét á. Những cái bình này thì mình mua để trưng cảnh trước nhà hoặc là ấy cũng được. Đây là những chú heo cũng vậy nè, nhìn rất là dễ thương. Đây rất là nhiều. Thì video của mình cũng xin kết thúc tại đây luôn. Tại vì phải nói là cũng rất may mắn là khi vừa tới nơi đây là mưa cũng giảm bớt. Còn trên đoạn đường mà đi là tầm khoảng 6-70 km là mưa không có nha. Đội mưa để đi luôn.